Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn vào chiều tối nay là ngày 28 tây tháng 9 của năm 2015. Trong cái chương trình này mình bỏ một mình bỏ hình như gần hết một phần đầu của chương trình. Mình giải thích về cái vấn đề thay đổi của visa Bolton bắt đầu tháng 10 của năm 2015. Thưa quý vị, mấy cái này thì tôi sợ là có nhiều cái sự hiểu lầm. Và tôi biết là sớm hay muộn mình sẽ có rất là nhiều cái điện thoại hoặc là những cái tham khảo về cái này, cho nên Tuấn muốn bỏ thêm một tí thời giờ. Và cái chương trình này cho Tuấn nhắc nhở rằng là nó sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV và 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Và sau vài ngày nữa thì Tuấn sẽ để cái chương trình này trên YouTube để cho quý vị coi lại, tại vì đây là một cái sự thay đổi mà đa số nó ảnh hưởng cho cộng đồng của chúng ta. Mà cái thay đổi này là để cho quý vị, nó chỉ có ảnh hưởng cho quý vị nào ở trong nước Mỹ thôi. Còn nếu mà quý vị bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam thì cái thủ tục nó vẫn là bình thường thôi. Thì để cho tìm hiểu thêm thì cái cách nhớ là dễ nhất là như thế này thôi. Là nếu mà thân nhân ở Việt Nam á, thì nó có cái ngày để cho cái trung tâm visa để chuẩn bị hồ sơ để phỏng vấn. Giả sử khi cái thứ tự nó sắp tới rồi, từ hồi đó cho tới bây giờ quý vị nghe Tuấn là khi nào tôi có thể đóng tiền hoặc là khi nào tôi có thể nộp hồ sơ bảo trợ tài chính. Wow, bây giờ chúng ta có cái thông báo của visa, trong cái visa bulletin là cái ngày để có thể chuẩn bị nộp hồ sơ, là quý vị theo dõi để cho biết là khi nào có thể chuẩn bị đóng tiền và nộp hồ sơ bảo trợ tài chính. Đó. Còn riêng biệt nếu mà quý vị là người được bảo lãnh, là người beneficiary ngược được bảo lãnh ở trong nước Mỹ và đang ở đây đúng theo luật nha, nghĩa là không có bị out status, thì quý vị có thể sử dụng cái ngày này nếu nó tới để nộp hồ sơ xin thẻ xanh. Nhưng mà thẻ xanh chưa có quyền giải quyết hoặc là chấp thuận nếu mà cái ngày thứ tự nó chưa có tới, nghĩa là cái ngày chính thức của cái visa bulletin nó chưa tới. Nhưng mà ít nhất trong cái thời gian đợi chờ thì có thể xin cái thẻ đi làm nếu mà quý vị ở trong đây. Cho nên tôi biết là cái này nó sẽ đưa tới nhiều cái sự hiểu lầm. Nhưng mà make sure khi quý vị có thắc mắc hoặc là câu hỏi thì liên lạc với cái văn phòng phụ trách về cái hồ sơ này để tham khảo, để hỏi thêm cái chi tiết, chứ đừng có bây giờ tự làm. Thì bây giờ để cho một cái thí dụ đi, là chúng ta nói về cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2015. Thì trong cái visa bulletin đó, thường xuyên quý vị thấy đó là cái ngày final, là cái ngày mà cái ngày đáo hạn, nghĩa là cái thứ tự tới. Cho nên nếu mà quý vị coi trong cái visa bulletin đó, thì bây giờ đó thì nó có cái A là cái ngày mà final, là cái ngày chấm dứt nó tới đó, cái ngày thứ tự nó tới hoặc cái ngày thứ tự nó đáo hạn tới. Cho nên căn cứ vào cái này thì thân nhân ở Việt Nam mới có thể phỏng vấn, hoặc là căn cứ vào cái ngày này thì cái người ở trong nước Mỹ nếu mà nộp đơn xin thẻ xanh mới có quyền được giải quyết cái thẻ xanh. Đó, thì bây giờ Tuấn đọc cho quý vị thấy là ưu tiên 1 là có quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thì cái ngày thứ tự của ưu tiên 1 là ngày 1 tây tháng 5 của năm 2009. Nhưng mà nếu mà cái người thân nhân ở trong nước Mỹ, có mặt ở trong nước Mỹ, ở đây đúng theo luật pháp, mà có quyền nộp hồ sơ, nếu mà cái hồ sơ, xin lỗi, để Tuấn đọc lại nha. Cái ngày thứ tự hồ sơ để có quyền được chấp thuận thẻ xanh hoặc là có quyền phỏng vấn nha, cho ưu tiên 1 là ngày 15 tây tháng 1 của năm 2008. Cho nên căn cứ vào visa bulletin của tháng 10 của năm 2015, ưu tiên 1 là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Cái ngày mà cái lãnh sự quán có quyền phỏng vấn hoặc là sở di trú có quyền chấp thuận hồ sơ là ngày 15 tây tháng 1 của năm 2008. Nhưng mà nếu mà quý vị coi cái visa bulletin, trong cái đó nó có cái ngày mà có thể chuẩn bị nộp hồ sơ hoặc là cái ngày mà có quyền nộp hồ sơ, thì cái đó là ngày 1 tây tháng 5 của năm 2009. Cho nên những người nào mà đang có con trên 21 tuổi mà ba má có quốc tịch bảo lãnh mà con độc thân, thì bây giờ nếu mà đang ở Việt Nam mà cái hồ sơ đó khoảng từ tháng 5 trở lại hoặc là tháng 5 trở đi, xin lỗi, trở lại, thì có quyền được chuẩn bị hồ sơ giống như là bảo trợ tài chính. Còn nếu mà em đang ở đây đúng theo luật pháp thì có quyền nộp hồ sơ bảo lãnh. Cho nên bây giờ khi mình đọc như vậy thì mình phải coi mình rơi vào cái tình trạng nào. Nếu mình đang ở Việt Nam
thì cái thủ tục để chuẩn bị hồ sơ là cái ngày nộp hồ sơ bảo lãnh đó. Rồi còn nếu mà ở trong nước Mỹ thì cái ngày mà có quyền để nộp xin thẻ xanh đi 48 năm. Còn cái ngày phỏng vấn thì phải căn cứ vào cái ngày chấm dứt, cái ngày final, cái ngày mà quyết định cái thứ tự tới. Vừa rồi là Tuấn đọc cho cái ưu tiên 1. Ưu tiên 2A là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi hoặc là hiện vợ chồng nha. Đây là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi. Thì cái ngày mà cái thứ tự nó tới là ngày 15 tây tháng 4 của năm 2014. Nhưng mà người ta bắt đầu giải quyết cái hồ sơ là ngày 1 tây tháng 3 của năm 2015. Còn ưu tiên 2B, thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi độc thân. Thì cái ngày thứ tự có quyền phỏng vấn là ngày 15 tây tháng 1 của năm 2009. Nhưng mà có quyền chuẩn bị hồ sơ là ngày 1 tây tháng 7 của năm 2010. Đó là ưu tiên 2B. Còn có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đó là ưu tiên 3. Cái ngày mà có quyền phỏng vấn là ngày 22 tây tháng 5 của năm 2004. Mà cái ngày mà có quyền chuẩn bị hồ sơ là ngày 1 tây tháng 4 của năm 2005. Mùng 1 tây tháng 4 của năm 2005 cho quý vị nào có quốc tịch bảo lãnh cho con đang lập gia đình. Còn cái cuối cùng là cái hồ sơ anh chị em ưu tiên 4 nha. Ưu tiên 4 có quyền phỏng vấn hồ sơ ngày mùng 8 tây tháng 2 của năm 2003. Mùng 8 tây tháng 2 của năm 2003. Nhưng mà có quyền chuẩn bị là ngày mùng 1 tây tháng 2 của năm 2004. Mùng 1 tây tháng 2 của năm 2004 là một năm sau đó, hoặc là một năm trước đó. Đó là cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2015. Thưa quý vị, cái thay đổi này tôi biết là nó sẽ gây nhiều cái sự hiểu lầm. Cho nên để Tuấn nhắc nhở lại, nó rất là quan trọng là quý vị liên lạc với cái văn phòng hoặc cái người luật sư mà đang phụ trách với cái hồ sơ đó để đi vào cái chi tiết, chứ đừng có bao giờ tự làm cái này. Thì nói cho Tuấn, khi mà quý vị nghe Tuấn giải thích thì Tuấn sẽ sử dụng cái ngày chuẩn bị hồ sơ và cái ngày có quyền được cấp visa. Ok. Cho nên khi mà trong cái chương trình này hoặc là quý vị tham khảo với Tuấn hoặc là Tuấn trả lời cho quý vị thì Tuấn có thể nói hai cái ngày ha. Ngày chuẩn bị nộp hồ sơ cho dù là nước Mỹ hoặc là Việt Nam và cái ngày có quyền được cấp visa hoặc là cấp thẻ xanh nếu mà trong nước Hoa Kỳ. Cho nên bây giờ chúng ta phải phân biệt hai cái khác biệt đó khi mà chúng ta nói về cái visa bulletin. Chứ nếu mà không, quý vị chỉ có theo dõi cái này một tí hoặc theo dõi kia tí và quý vị nghe cái khác thì nó hoàn toàn nó mess up hết. Ok, bây giờ chúng ta trở lại đường dây điện thoại đi. Và trên đường dây điện thoại từ nãy cho tới bây giờ đã đợi chờ là khu vực Dallas. Xin mời chị Quy. Chị Quy, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Chào sư Tuấn. Dạ vâng. Hồi mà chị tôi bảo lãnh gia đình đó, thì giờ hai vợ chồng tôi với hai đứa con gái qua đây được, còn kẹt là thằng con trai trên 21 tuổi đó bác sĩ. Luật sư Tuấn. Dạ vâng. Thì bây giờ mình có yêu cầu như là lục lại hồ sơ đó để bảo lãnh con mình nhanh không, luật sư trả lời giùm. Dạ vâng, cháu nó còn độc thân không cô Quy? Dạ còn độc thân ạ. Dạ vâng, cô và hoặc là chồng của cô đã nộp hồ sơ cho cháu nó chưa? Nộp hồ sơ 2013. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Nếu mà cô không còn câu hỏi gì khác thì Tuấn sẽ tiếp tục trả lời. Ok, dạ vâng. Đây là cái trường hợp mà trong nhiều chương trình quá khứ Tuấn có nói là khi mà người con không được sự bảo vệ của đạo luật CISPA rồi cháu nó bị loại, thì khi qua bên này nếu mà cháu nó còn độc thân thì ba má có quyền bảo lãnh. Cái quan trọng nhất là cháu nó phải giữ tình trạng độc thân nha cô Quy. Cho nên đó là hồ sơ cô đã nộp cho cháu là năm 2013 là ưu tiên 2B. Ưu tiên 2B thì bây giờ cái thứ tự có quyền được cấp visa là tháng 1 của năm 2009. Hồ sơ của cô năm 2013 thì nó còn ít nhất 4-5 năm nữa, 4-5 năm mới tới cái thứ tự. Nhưng mà cái câu hỏi của cô là có quyền lấy lại cái ngày ưu tiên trước đây của cô chú hay không? Thì cái câu trả lời của cô qua cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện vào tháng 6 của năm 2014 thì cái câu trả lời là không được. Không được lấy cái ngày ưu tiên tại vì nó tính cái hồ sơ riêng biệt. Đó là cái quyết định của Del Sorio qua cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện vào tháng 6 của năm 2014. Cảm ơn cô Quy rất là nhiều và bây giờ cho tôi xin mời anh Nam ở bên Anaheim, California. Xin mời ông Nam ở Anaheim, California lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư. Dạ vâng, chào ông ạ.
Đó, tôi hỏi muốn nhà luật sư giữ giùm đó, là tôi bảo lãnh cho bà chị và một đứa con của chị tôi, là nó tên 21 tuổi, thì tôi đã làm thủ tục tất cả những cái bảo trợ tài chính và đóng tiền visa cho bà chị. Còn riêng đứa con 21 tuổi thì phải chờ đó, tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng mà cái bảo trợ tài chính thì chỉ làm cho một bà chị tôi, trong đó có cái tên đứa cháu, hay là tôi phải làm riêng một cái bảo trợ tài chính riêng cho đứa cháu, luật sư? Dạ vâng. Cháu nó trên 21 tuổi mà mình chưa biết được đi hay không được đi căn cứ vào luật CISPA phải không ông Nam? Dạ, căn cứ theo cái đó thì tại vì cái hồ sơ bà chị tôi 9 năm sau mới approve á. Cho nên thì cháu nó được đi. Dạ. Hoặc là mình nói phần trăm cao cháu nó được đi. Ngoài dạ, cái câu hỏi này ông còn câu hỏi cho tôi nữa không? Dạ không, chỉ hỏi cái vụ ở trời tài chính thôi. Cảm dạ vâng. Cái câu hỏi của ông Nam ở bên California là như thế này. Ông đang có cái hồ sơ bảo lãnh cho người chị là hồ sơ F4. Thì cái đứa cháu trên 21 tuổi đó, cháu trên 21 tuổi, ông ta trình bày nếu mà áp dụng cái luật CISPA thì được cộng 9 năm thì phần trăm cao cháu nó được đi. Thì cái câu hỏi của ông ta là cần cái bảo trợ tài chính riêng cho cháu nó hay không? Đó. Hay là một cái bảo trợ tài chính được rồi? Thì cái câu trả lời của tôi cho ông là như thế này, nó ba phần lận, ba phần. Khi mình làm hồ sơ, gọi là hồ sơ ưu tiên, đó, hồ sơ ưu tiên là giống như từ ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4, Mỹ nó gọi là preference, thì nó là một cái bộ tài chính cho nguyên cả cái gia đình. Còn khi mình làm hồ sơ bảo lãnh cho trực hệ, nghĩa là vợ chồng có quốc tịch Mỹ hoặc là con độc thân dưới 21 tuổi nếu mà ba má có quốc tịch Mỹ, hoặc là mình có quốc tịch bảo lãnh cho ba má, thì mỗi người là một cái bảo trợ tài chính. Cho nên trở lại cho ông Nam là ông chỉ cần một cái bộ bảo trợ tài chính cho chị của ông thôi. Nhưng mà ông biết cháu nó sẽ được ăn theo, thì trong cái bảo trợ tài chính đó ông cần để tên của cháu nó vào. Đó. Để tránh cái bổ sung sau này đó. Nhưng mà khi cháu nó phỏng vấn á, cháu nó phải có cái copy của cái bảo trợ tài chính của mẹ của cháu và cái original signature của ông, là cái chữ ký bằng gốc của cái người bảo trợ đó. Cho nên nó chỉ cần một bộ cho nguyên cả gia đình, nhưng mà những cái người ăn theo cần cái duplicate, là cái copy với cái original signature, là cái chữ ký bản gốc của cái bảo trợ tài chính. Đó. Nào, cái nhắc nhở thứ ba cho của tôi cho ông, nhớ rằng là đây là cái tình trạng CISPA. Cho nên nếu mà không được đóng tiền hoặc là không được làm cái DS-260 cho cháu nó, thì ông cần theo sát cái hồ sơ đó và phải trực tiếp can thiệp với cái lãnh sự quán và phải make sure là khóa cái tuổi của cháu nó lại. Cho nên đó là cái nhắc nhở của tôi cho ông, tại cái đó nó rất là quan trọng. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp đi, đó là cô Huệ ở Los Angeles. Xin mời cô Huệ ở Los Angeles đi ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, dạ, tôi chào sư, tôi tên Huệ Nguyễn. Dạ vâng, mời cô trình bày đi ạ. Dạ, tôi là Huệ Nguyễn, tôi ở Los Angeles, tôi có câu hỏi. Tôi có câu hỏi là tôi bảo lãnh người em trai. Tôi bảo lãnh người em. Ok, cô đi thẳng vào vấn đề đi cô. Tôi bảo lãnh người em trai mà hồ sơ tôi nộp hồi năm 2007. Mà hai vợ chồng với hai đứa con, mà hiện tại bây giờ hai đứa con đang du học bên này, thì khi nào mà tôi có thể hồ sơ có kết quả Ok cô Huệ, tôi sẽ cúp từng giây của cô. Thưa quý vị, khi quý vị gọi vào được chương trình, ok, vặn nhỏ cái TV xuống và trình bày giống như qua đường dây điện thoại thôi, và đi thẳng vào vấn đề, ok. Ở Los Angeles thì cái chương trình trực tiếp mới tới cách đây khoảng vài tháng thôi. Nhưng mà khi quý vị gọi vào rồi, làm ơn vặn nhỏ cái TV
và nói chuyện bình thường giống như điện thoại và đi thẳng vào cái vấn đề. Thì sơ qua cái câu hỏi của cô là đây là hồ sơ anh chị em, nhưng mà hai vợ chồng thì Việt Nam nhưng mà lại có con đang du học ở đây. Thì cái câu hỏi của cô là phải giải quyết như thế nào nếu mình đoán thôi. Thì cho Tuấn trình bày cái như thế này. Cho dù ở Việt Nam hay là cho dù ở trong nước Mỹ, cái cháu nó có quyền được ăn theo hay không được ăn theo, nó cũng là cái mặt luật C-SPA và cũng là cái cộng trừ thôi. Nó không có thay đổi. Nó chỉ thay đổi là như thế này thôi. Là nếu mà cháu được ăn theo, thì cháu nó có thể phỏng vấn ở bên Việt Nam với ba má cháu. Hoặc là nếu mà cháu nó có quyền được ăn theo, nhưng mà cháu nó ở đây đúng theo luật pháp, không có gì sai sai trái hết, thì cháu nó lại có quyền xin thẻ xanh ở đây khi ba má cháu nó nhập cư, là cháu nó có quyền được ăn theo, nhưng mà ăn theo làm hồ sơ thẻ xanh ở đây. Những cái thủ tục này đó, thì đầu tiên hồ sơ này năm 2007 mà bây giờ mới có quyền được phỏng vấn và cấp visa cho hồ sơ năm 2003 thôi. Nó còn rất là xa vời cô, nó còn khoảng 4 năm trở lên. Đó. Nhưng mà cẩn thận về mấy cái tình trạng của cháu, nếu mà cháu nó trở về Việt Nam phỏng vấn hoặc là phỏng vấn ở bên này, mấy cái này cái mặt luật nó không có thay đổi, chỉ có cái thủ tục để xin thẻ xanh ở Việt Nam hay ở đây nó có thay đổi thôi. Nhưng mà cẩn thận một tí và nên tham khảo trực tiếp với luật sư của cô ở bên Los Angeles. Cảm ơn cô Huệ rất là nhiều, và bây giờ đường dây kế tiếp ở Dallas Fort Worth cho Tuấn xin mời cô Quỳnh, cho mời cô Quỳnh lên tiếng đi ạ. Dạ alo, con chào chú. Dạ vâng, chào cô. Dạ. À, chú ơi, cho con hỏi là cách đây 2 năm á, dì con ở Đà Lạt, dì con bảo lãnh cho má con đi du lịch, má con là 50 tuổi. À, má con phỏng vấn 2 lần đều rớt. Bây giờ con qua đây 1 năm, con bảo lãnh cho má con đi du lịch, má con phỏng vấn vẫn rớt. Sau 3 tháng sau, con làm giấy bảo lãnh cho má con nữa, má con vẫn phỏng vấn rớt. Con không hiểu lý do tại sao mà bây giờ con muốn phỏng vấn nữa thì con phải làm gì chú? À, mẹ cô năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ má con năm nay 58 tuổi. À, xin lỗi, có ba không? Có hôn thú với ba không? Dạ Và có mẹ, ba. dạ vâng, mẹ bây giờ đang làm cái gì? Dạ mẹ làm nội trợ. Dạ vâng. Còn ba làm cái gì cô? Dạ ba thì bây giờ làm nông. Dạ vâng. Cái này ở Sài Gòn hay ở đâu vậy cô? Dạ ba con ở Phan Rang, mà chú cho con nói cái này. Khi mà làm hồ sơ là lúc đó là má con là chăn nuôi, còn ba con là thầu khoán. Ok cô. Dạ. Dạ vâng. Cô Quỳnh, ngoài cái câu hỏi này, cô còn câu hỏi khác cho Tuấn hay không? Dạ không, con chỉ muốn bây giờ con muốn bảo lãnh cho má con đi du lịch nữa thì con phải làm sao? Với lại chú có văn phòng ở Đà Lạt không? Dạ vâng, cô Quỳnh cho Tuấn hỏi cô bây giờ có thẻ xanh rồi phải không ạ? Dạ con mới nhận được thẻ xanh 2 năm. Dạ vâng. Ok, cảm ơn cô Quỳnh rất là nhiều và Tuấn sẽ cố gắng giải thích cho cô. Ok, đây là cái lý do tại sao mà Tuấn nói cái hồ sơ đi du lịch nó không phải là hồ sơ bảo lãnh. Ok, hồ sơ bảo lãnh là những cái hồ sơ định cư để qua này chính thức định cư ở đây có thẻ xanh luôn. Đây là cái hồ sơ mà xin đi tạm thời qua bên này rồi sẽ trở về Việt Nam. Cho nên đây không phải là hồ sơ bảo lãnh. Và nhiều khi quý vị gọi tới hoặc là hỏi tôi phải điều chỉnh liền là không phải là hồ sơ bảo lãnh. Đây là hồ sơ xin tạm thời qua bên này rồi sẽ trở về Việt Nam. Đó, thì khi mà người ta xin tạm thời qua bên này và sẽ trở về Việt Nam thì cái lãnh sự quán phải tin tưởng về cái khả năng kinh tế người ta và gia đình của người ta còn sót lại ở bên Việt Nam để có thể khuyến khích người ta tạm thời bên này rồi sẽ trở về Việt Nam. Đó. Cho nên á, khi mà người ta xin đi du lịch á, thì cái lãnh sự quán hoàn toàn căn cứ vào cái vấn đề người này sẽ trở về Việt Nam hay không. Cho nên khi mà không tin người này sẽ trở về Việt Nam thì người ta từ chối cái hồ sơ này. Cho dù là dì cô mời hoặc là cô mời hoặc là người khác mời. Nếu mà cái tài chánh và cái gia đình người ta không có nhiều ở Việt Nam, hoặc là mình nói rất là đơn giản hơn, nếu mà khả năng kinh tế người ta không phải là giàu có hoặc là nhiều tài sản ở Việt Nam, thì cho dù ai mời cũng vậy, phần trăm cao cái hồ sơ sẽ bị từ chối. Mẹ cô cần chờ chừng nào cô có quốc tịch để bảo lãnh định cư nếu mà bà ta muốn tiếp tục qua.
Cảm ơn cô Quỳnh rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin trở lại với thành phố Houston. Xin mời cô Quyên. Cô Quyên ở thành phố Houston lên tiếng đây. Dạ, dạ chào sư. Tôi là Quyên, tôi ở Houston. Tôi có hai câu hỏi. Tôi có làm hồ sơ cho con có gia đình trên 21 tuổi, làm hồ sơ năm 2007 mà bị sai tên. Bây giờ có cần chỉnh lại liền được không? Ví dụ như là đứa cháu nội là Đỗ Dự Trung mà đánh thành Trưng Trung Dự Trung. Dạ vâng. Dạ, còn câu thứ hai là nếu chỉnh được liền bây giờ thì chỉnh bằng cách nào? Dạ vâng. Dạ chỉnh. Dạ cảm ơn luật sư. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô Quyên cô có quyền chỉnh cái tên lúc nào cũng được hết. Khi mà mình nói chỉnh tên á, thì mình phải nói về hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên là nếu mình đánh sai, giả sử mình đánh máy sai hoặc là mình vô ý mình đánh sai thôi. Còn cái nếu mà mình muốn chỉnh cái nếu mà mình muốn chỉnh hoàn toàn cái tên, tại bây giờ tên người ta khác á, thì cái đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà đa số là nó là vấn đề sơ sót của cái đánh máy thôi hoặc là cái dấu thôi. Thì mấy cái này đó mình có thể mình chỉnh căn cứ vào cái hồ sơ đang nằm ở đâu. Nếu mà cái hồ sơ năm 2007 đó mà đã lập gia đình mà cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh á, thì phần trăm cao nó đang nằm với cái trung tâm visa. Khi mà nó nằm với cái trung tâm visa đó thì nên chỉnh bây giờ. Tại vì khi chỉnh á, thì mình có thể mình nộp cái khai sanh và kèm theo cái hộ chiếu và lá thư giải thích cho trung tâm visa chứ không cần có gì. Và nếu mà nó không phải là cái gì nặng á, nghĩa là không phải là hoàn toàn đổi tên completely mà đánh sót á, thì cô có thể chờ sau này khi mà cái trung tâm visa chuẩn bị hồ sơ cho phỏng vấn thì cô có thể làm việc với cái trung tâm visa cũng được. Nhưng mà đa số cái khuyến khích của tôi là điều chỉnh bây giờ. Cảm ơn cô Quyên rất là nhiều. Và thưa quý vị, còn một phút nữa trước khi rời khỏi là đài ngày hôm nay thì cho Tuấn nhắc nhở lại. Hôm nay chúng ta bỏ rất là nhiều thì giờ nói về cái vấn đề thay đổi của cái visa bulletin. Thì bây giờ visa bulletin có hai trường hợp nha. Trường hợp đầu tiên là cái ngày chuẩn bị hồ sơ để cho phỏng vấn Việt Nam, hoặc là ngày có thể chuẩn bị hồ sơ để nộp cho sở di trú nếu người ta đang ở trong nước Mỹ để xin thẻ xanh. Nhưng mà nó cũng có cái ngày mà giống như từ hồi đó tới giờ là ngày được phỏng vấn hoặc ngày được phỏng vấn để cấp visa hoặc là cấp thẻ xanh, thì cái đó là khác. Cho nên một cái sự thay đổi bây giờ thì cái trung tâm visa đưa ra cái visa bulletin có hai cái ngày, một ngày để chuẩn bị hồ sơ và một ngày để cấp cái visa, có quyền cấp visa hoặc là có quyền cấp thẻ xanh. Cái thay đổi lớn nhất là cái ngày chuẩn bị hồ sơ, nếu người ta trong nước Mỹ đúng theo luật pháp thì có quyền nộp hồ sơ xin thẻ xanh trước để xin cái giấy phép lao động. Còn cái ngày được chấp thuận thẻ xanh thì cái ngày mà sở di trú phỏng vấn sau. Cho nên đó là cái thay đổi lớn nhất. Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai, từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV và 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Tuấn sẽ cố gắng upload cái chương trình này càng sớm lên YouTube để cho quý vị theo dõi. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chiều tối nay. Và xin cảm ơn quý vị đã gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Và Huy Tuấn xin chúc quý vị một ngày và một tuần rất là vui tươi và hạnh phúc. Và xin kính chào.